Quý vị đang tìm nhà gần với khu đô thị Sala Hà Đông, gần với Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Ca Tân Triều thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà thuộc tổ dân phố 12, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cách với khu đô thị Sala chỉ khoảng tầm 1,2 km. Thiết kế của ngôi nhà như sau: diện tích 31 m², thiết kế xây dựng 4 tầng mới. Ở đây thì có 2 căn đã bán, 1 căn và chỉ còn 1 căn. Căn nhà này thì là lô góc hai mặt thoáng với hướng nhà là hướng Tây Bắc. Thiết kế của ngôi nhà 4 tầng xây mới, sổ đỏ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn, 1, 2, 2 căn thì đã bán 1 và chỉ còn duy nhất 1 căn. Với căn nhà này, ngõ đường trước nhà thực tế khoảng tầm 2m2, cách với đường ô tô 90m. Và thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời mọi người theo em vào cụ thể ngôi nhà khám phá nhé. Với cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa kính. Và ngôi nhà này thì thiết kế rất là mới mẻ, rất là hiện đại. Tầng 1 khu vực để xe máy mọi người ạ, và khu vực phòng bếp, một phòng vệ sinh, còn phòng khách thì để ở trên phía trên tầng. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà, thiết kế rất là hợp lý, chỉn chu, cẩn thận. Chủ nhà tặng cho quý vị một bộ bàn ăn ở đây. Và đây là không gian phòng bếp của ngôi nhà với phần tủ bếp thiết kế hoàn thiện xong hết, chỉn chu, tủ gỗ nha mọi người, và màu sắc thì như ở trên video. Xung quanh bếp thì là ốp toàn bộ là gạch và mặt bếp ốp đá granite. Phụ kiện bếp đi kèm lắp đặt đầy đủ cho quý vị, chất liệu inox 304, hồ sơ điện riêng, nước sử dụng là nước sạch sông Đà, hồ sơ riêng mọi người ạ. Và ở đây là bàn ăn 4, bàn ăn này là gỗ sồi Nga quý vị. Đây là chủ nhà thiết kế lắp luôn ở cho mình trong phòng bếp. Kia là khu vực để xe máy, tủ giày. Căn nhà này thì theo như hiện trạng quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở luôn. Thiết kế xong xuôi hết rồi, chỉ việc xách vali về ở. Tầng 1 còn thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Xung quanh vị trí ngôi nhà nằm ở trong khu dân cư đông đúc, nằm trên mặt ngõ nhà nước, tuy nhiên không phải ngõ thông. Và căn nhà này gần với đường ô tô cũng như xung quanh ngập tràn tiện ích, gần với chợ, trường, phường, trạm, gần với trường tiểu học mầm non này Kiến Hưng mọi người nha, đi lại thuận tiện. Đặc biệt là như Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, nó gần với lại trung tâm hành chính quận này, gần cầu đen, gần cầu trắng, gần bệnh viện quân y 103, gần chợ Hà Đông. Nói chung tất cả những tiện ích mang tới cho quý vị xung quanh cuộc sống hàng ngày đều rất là đầy đủ. Cung đường đi làm thì quý vị cứ lấy khu đô thị Sa La làm điểm gốc để quý vị có thể đo Google Maps xem cái quãng đường đi làm của mình có phù hợp hay không. Tiếp theo mời quý vị theo em lên khám phá tầng trên của ngôi nhà. Quý vị, đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2, Ngọc Ánh đã chia sẻ ngay ở phần tầng 1 rồi. Tầng 2 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một không gian phòng khách và cầu thang giật cấp ở lên trên đây, còn một phòng ngủ. Với phần phòng khách này thì chủ nhà đã thiết kế cho quý vị lắp đặt ở đây sẵn một bộ bàn ghế gỗ sồi Nga ở đây, rất là hợp lý này. Đây là phần kệ tivi và phần phòng khách thì được trang trí tủ kệ cũng như là vách PVC giả đá nha quý vị. Đó, hợp lý. Một chiếc quạt trần, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện với diện tích nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, giá bán cũng vô cùng hợp lý. Giá bán em sẽ để ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Còn đâu thì căn nhà này chắc chắn 100% sổ đỏ pháp lý chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho quý vị có nhu cầu. Căn nhà này quý vị trả trước khoảng tầm 1 tỷ 3, 1 tỷ 2 tiền mặt, còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng thời gian dài nhất nhé. Về phần ngân hàng thì quý vị cứ liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh để có thể được tư vấn sớm nhất cho quý vị, để cho quý vị chọn lựa được căn nhà ưng ý nhất. Sau đây mời mọi người theo em tiếp theo lên phần phòng ngủ. Phần phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà thiết kế ở đây cho quý vị. Với phần phòng ngủ tầng 2, chủ nhà lắp luôn sẵn giường, tủ cho quý vị ở đây rồi. Với tủ cánh lùa, tiết kiệm được tối đa cái không gian sử dụng, rồi cửa sổ thông thoáng, rèm cửa. Nói chung là với cái diện tích này thì chủ nhà thiết kế tối ưu, hợp lý cho một hộ gia đình. Còn nếu như mà để mà nói hài hòa hẳn và tuyệt đối thì cái này là tùy mục đích cũng như tùy sở thích của mỗi người mọi người nhé. Đây là phần vệ sinh. Đây là phần phòng vệ sinh của tầng 2 của ngôi nhà, đầy đủ bồn cầu, sen tắm, cửa sổ thông thoáng, lavabo.
Là mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Trên với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ phía bên trong tầng 3 cũng được chủ đầu tư thiết kế cho quý vị giường, tủ, rồi là kệ ở đây. Với trên tầng 3 này thì thiết kế hợp lý, hài hòa. Đây, sẵn giường tủ rồi cho nên quý vị chỉ việc xách vali về và ở. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế đều là cửa gỗ. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa các tầng đều được lắp đặt đầy đủ. Phòng vệ sinh ở tầng phòng đây là phần phòng ngủ ở phía ngoài tầng 3 mọi người ạ. Đấy. Thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy, lên trên phía tầng 3 là có 3 phòng ngủ riêng rồi. Phòng nào cũng được thiết kế trang trí đầy đủ cho quý vị cái công năng bên trong. Phòng vệ sinh ở tầng 3 tương tự như tầng 2. Cửa sổ thông thoáng, đầu chờ bình nóng lạnh đầy đủ cho quý vị sử dụng theo từng tầng. Và mời quý vị theo em lên tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị như sau. Một ô giếng trời để lấy thoáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, ở phía tầng 4 thiết kế cho quý vị một khu vực để máy giặt riêng. Đây, đầu chờ thoát nước, sàn thoát nước. Một phòng riêng quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích, tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đây. Tất cả các cửa sổ ở phía dưới đều được thiết kế rèm cửa sẵn như thế này rồi quý vị nhé. Và phần còn lại, sân phơi. Đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Rộng, thoáng, nằm trong khu dân cư đông đúc. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để đi xem nhà nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.